chào quý khán giả và bà con nông dân trở lại với kênh Nông nghiệp Kết Nối do công ty An Phát Nông phối hợp thực hiện. Kính thưa bà con, thì ở phóng sự lần trước với chủ đề là chăm sóc cây sầu riêng giai đoạn mang trái đã được nhiều nhà vườn áp dụng và thành công. Thì ở giai đoạn này nhiều nhà vườn đã đưa vào cái giai đoạn đó chính là chúng ta tỉa trái lần cuối để vào cái thời kỳ chăm sóc đặc biệt. Thì những câu hỏi được đặt ra đó chính là sử dụng cái loại phân bón nào để hạn chế cái tình trạng sượng trái, cũng như là sử dụng cái loại thuốc nào để hạn chế cái việc là sâu đục trái và xì mủ. Thì ở phóng sự lần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu và giải đáp những câu hỏi đó nha. Qua những đoạn phóng sự kỳ trước, các nhà vườn trồng sầu riêng đã chăm sóc cây thật tốt từ giai đoạn sau sổ nhụy đến nay. Giờ đây, những trái sầu riêng ưng ý nhất được tuyển chọn chính là niềm hy vọng của nhà vườn suốt khoảng thời gian dài canh tác. Thời điểm này, trái sầu riêng cần được cung cấp dinh dưỡng để tăng trưởng tối đa đến mức ổn định để chuyển sang giai đoạn tạo bột. Dinh dưỡng là yếu tố cực kỳ quan trọng, chỉ cần bón phân sai cách thì trái sầu riêng sẽ bị sượng. Bên cạnh đó, nếu chăm sóc không đúng cách làm cây ra đọt vào thời điểm này cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của trái sầu riêng. Kính thưa bà con, thì đối với cây sầu riêng thì nó qua mỗi từng giai đoạn nó có cái phương pháp chăm sóc nó khác nhau. Cái giai đoạn trái rồi thì cái trái đối với cái giai đoạn mà cái cây sầu riêng bắt đầu là cho muối, thường bà con nó là bắt đầu nữa cây sầu riêng, cái trái sầu riêng nó có muối nên dẫn đến mà chúng ta cái trái nó tăng trưởng, nó hoàn thiện, cái trái đi vào giai đoạn chính, thì chúng ta sẽ bà con nên quan tâm cái những cái vấn đề mà nó có thể xảy ra mà chúng ta biện pháp canh tác chúng ta có thể chủ động được. Cái thứ nhất là về vấn đề bón phân. Bón phân thì cái giai đoạn này là bà con không nên dùng cái sản phẩm phân bón gốc mà để có cái kali đỏ, tất nhiên là cái kali lô á, và nên bón cái dòng kali trắng mà còn thường gọi là kali trắng, kali sulfat. Vì cái dòng kali đỏ nó sẽ làm cho cái trái sầu riêng nó sượng muối rất là nhiều, đồng thời nó làm cho tổn cái bộ rễ của cây sầu riêng, nó không để rồi nó sẽ không đủ sức nuôi trái. Cái đối với những cái sản phẩm mà có chứa kali trắng thì bà con nên chọn những cái sản phẩm ba số đồng nhau, ví dụ là ba số 15, ba số 16, mà những có những cái dòng kali trắng mà trên thị trường có thể có. Và đến cái giai đoạn mà cây bắt đầu cho muối thì chúng ta nên thiên về cái kali cao một tí, ví dụ chúng ta xài những ví dụ là cái 12, 11, 18 là nó ba số, cái số cuối cùng nó phải cao hơn bà con, thì nó sẽ giúp cho cái sầu riêng chúng ta nó cái muối nó vàng hơn, nó ngọt hơn, đồng thời thì cái cuống trái, cái tầng gờ giữa cuống trái giai đoạn sau nó sẽ chặt hơn, ít rụng. Đến cái lúc mà khoảng còn cỡ một tháng nữa thì chú rải là 15 đạm, 55, 25 kali. Là 25 kali, cái lúc đó là tăng kali lên đặng cho cái lượng vàng, cơm vàng, béo, ngọt. Đó là nó tăng cái lượng đường. Đồng thời cái trái sầu riêng thì chúng ta muốn cho nó đẹp cái da thì chúng ta phải xịt những cái sản phẩm để quản lý có chứa hàm lượng kẽm cao, cái trung vi lượng hay là cái những cái amino acid, thì nó sẽ giúp cho cái cây chúng ta nó tốt. Từ đầu thì cái trái chúng ta nó có màu da nó rất là đẹp. Để chúng ta xài những cái sản phẩm có chứa những cái hàm lượng khác thì nó không đáp ứng đủ nhu cầu của cây sầu riêng á, thì trái sầu riêng chúng ta nó lớn mà nó không đồng đều thì trái sầu riêng dễ dẫn đến méo trái. Nếu mà còn có một số sản phẩm nó có cái hàm lượng đạm cao quá mà con đưa vào giai đoạn này thì nó sẽ làm cái trái thường mà con gọi là cái trái sầu riêng bị xương đó. Nếu mà trái sầu riêng nó tăng trưởng cái trái là cái chiều dài cái trái là nó đúng theo yêu cầu của mình rồi, nhưng mà vô tình nó lại là nó vô cái muối kém, cái muối nó phát triển rất là kém, nó bị xương. Là cái sầu riêng bị xương thì bà con có trồng sầu riêng là biết đó, sầu riêng bị xương cái thứ nhất là bị xương, cái thứ hai là bị sồ. Nó kêu cái sầu riêng mà nó kêu bằng sầu riêng heo á, nó bự quá trời bự. Thí dụ sầu riêng chúng ta là 4 kg, 3 đến 4 kg là sầu riêng đó là nó đẹp, còn trái sầu riêng nó lên tới 5-6 kg thì trái sầu riêng nó sẽ vô tình trở thành cái trái sầu riêng dạt, thì nó sẽ mất cái giá trị nó gấp 2-3 lần so với cái trái sầu riêng nhất rồi. Bên cạnh dinh dưỡng thì một vài yếu tố gây sốc cũng khiến cho trái sầu riêng bị sượng. Thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 dương lịch năm nay là giai đoạn giao mùa. Đêm lạnh, ngày nắng, sáng mù sương khiến cho cây sầu riêng phải gồng gánh nuôi trái, vừa lại phải chống chịu với điều kiện bất lợi nên dễ ức chế làm sượng trái. Thêm vào đó, xâm nhập mặn có hơi hướng lấn sâu nên nhiều nhà vườn tưới nhầm nước mặn cho cây cũng khiến cho sầu riêng gặp vấn đề ở giai đoạn vào bột.
sốc ở đây là nó có nhiều nguyên nhân. Thí dụ bà con tưới nhiều nước quá, hoặc là cái nước chúng ta vô tình nó bị nhiễm phèn hoặc nhiễm mặn ở cái giai đoạn cái cây sầu riêng cho muối. Một nguyên nhân nữa là cái thời tiết nắng nóng. Bà con thấy là cái thời tiết nắng nóng là nó cái cây chúng ta dễ bị sốc nhất. Không phải riêng cây sầu riêng mà những cây trồng khác cũng vậy. Thì ở đây là có những cái sản phẩm mà bà con có thể tham khảo mà áp dụng vào cây sầu riêng của mình một cách hiệu quả, đó là một là chúng ta nên dùng cái những cái sản phẩm mà để hỗ trợ phun trên lá là cái Supercat. Cái Supercat đây là một cái sản phẩm mà chúng ta nên đưa vào những cái giai đoạn này mà nó mang lại hiệu quả rất là cao bà con. Cái thứ nhất là nó cung cấp được một cái số chung vi lượng cho cái cây mình. Cái thứ hai nữa là nó cho cái cây chống sốc ở cái giai đoạn mà nắng nóng hoặc là nước mặn chúng ta tưới lên, có cái không hay mà chúng ta vô tình cứ tưới cái nước mặn lên. Cái Supercat nó sẽ giúp cho cái cây chúng ta nó chống chịu được lại với cái thời tiết khắc nghiệt là nắng nóng hoặc là mưa nhiều, thừa nước hoặc là cái nước mà nó không đạt chất lượng để tưới. Nó để làm có nó chống chịu lại cái độ hàm lượng mặn mà chúng ta đã vô tình đã tưới lên cái lít giường của mình. Và nữa là cái trong đây là cái sản phẩm mà cái Nutri hạt tiêu. Cái Nutri hạt tiêu ở đây là nó nằm mười mấy cái dinh dưỡng đó bà con. Nó mười mấy dinh dưỡng mà nó được là nhập khẩu từ Tây Ban Nha. Có thể chúng ta đưa vào cái giai đoạn này để cái cây chúng ta nó ổn định hơn, đồng thời nó đáp ứng đủ cái nhu cầu dinh dưỡng của cái cây cần thiết để nó cho cái múi sầu riêng nó đẹp và nó vàng. Nếu khoác cây sầu riêng mà nói tới nước mặt là phải đáng sợ thôi. Phải nói là sợ thôi chứ không có nói. Cái đó là nếu mà cái dùng mà nếu mà hơi có mặn nó hay thường đó thì phải nên kiểm tra nhất. Không thôi là mình nghe đài báo huyện tỉnh mình đó thì mấy ông đó là lúc nào cũng theo dõi thường trực. Mà tốt hơn thí dụ như mình nên sáng mà mình đi tứ cây á, nếu mà mình là cái nước mặn nhiều khi là nó vô mình không hiểu thì nên nếm nước với sông cái rồi hạ tứ là chẳng ngăn nhá. Ở những thời điểm trước, lúc còn nhiều trái sầu riêng trên một chùm thì nhà vườn có phần nhẹ lo hơn đối với các loại côn trùng gây hại. Thường thì bà con chỉ phun định kỳ theo các lần bổ sung dinh dưỡng và ngừa bệnh qua lá. Nhưng đến giai đoạn tỉa trái lần cuối thì những trái sầu riêng còn lại trên cây được bà con bảo vệ nghiêm ngặt. Do trái bắt đầu tạo tinh bột nên cũng là lúc trái hấp dẫn các loài côn trùng gây hại như rệp sáp, sâu đục trái và rầy phấn tấn công. Rầy và rệp sẽ hút dinh dưỡng làm trái không lớn nổi, còn sâu đục trái tấn công sẽ làm giảm phẩm chất trái và tạo đường dẫn cho nấm và vi khuẩn tấn công làm thối trái, rụng trái, gây nên thiệt hại rất lớn cho nhà vườn. Loại nông dược được sử dụng phải có dạng sữa để không gây nóng làm nám trái và cần được hỗ trợ bằng chất trợ lực thấm sâu 30 giây để tìm diệt các loài ẩn nấp ở những vị trí đặc biệt trên cây và trái. Thưa bà con, có hai cái đối tượng côn trùng mà nó để gây hại cho nó cây sầu riêng mình đó là cái giai đoạn mà lúc nó bắt đầu cho muối đến giai đoạn mà trái vào giai đoạn chính. Thì hai cái đối tượng chính này con, cái thứ nhất là con sâu đục cuốn và con sâu đục trái. Thứ hai nữa là cái con rệp sáp. Cái con sâu đục cuốn đó mà con thì nó gây hại là trên nó ăn ở trên cái chùm đó, cái chùm của trái sầu riêng mà nó ăn ngay cái cuốn ở trên đầu sát thân cái thân cành. Cái vị trí thứ hai nữa là ngay cái đầu cái trái, có nghĩa là cái đầu cuốn ngay cái đầu chua cuốn trái á. Nó ăn ngay đó không ạ. Ví dụ bây giờ nó cạp không thể đứt cái trái sầu riêng đi, nhưng mà nó đứt khoảng 2/3 cái cuốn đó thì trái sầu riêng chúng ta cũng không cung cấp đủ dinh dưỡng. Cái thứ nhất là nó rụng, cái thứ hai nữa là cái trái chúng ta bị méo liền. Nó không có đủ dinh dưỡng nuôi muối thì nó sẽ bị méo trái sầu riêng liền giai đoạn sau. Cái con rệp sáp nó đeo vào trái sầu riêng hoặc cái giai đoạn trái lớn này thường mà con để một chùm 2-3 trái gì đó thì nó khít nhau rồi. Cái những cái vị trí mà nó tiếp giáp giữa 2-3 trái nó giáp nhau thì chúng ta không thể nào mà phun vào đó mà nó hiệu quả được, nên con rệp sáp nó tấn công giai đoạn sau này nó phát triển rất là nhanh, đồng thời nó làm cái trái chúng ta nó tiết ra những cái dịch đen đó, nó làm những cái nấm hổng lên là cái trái sầu riêng chúng ta nó sẽ mất cái giá trị thương phẩm. Là bây giờ mình phải ngừa đó. Thí dụ như trái mình xịt cái rệp sáp đó cũng hơi nóng thì trái bằng cùng tay là bắt đầu xịt rồi. Trái cùng tay là quất cho nó một trận đó, rồi khoảng cỡ 2 tháng mình quất cho nó một cái nữa, khoảng quất trước đó được. Chứ cũng thôi, với cái thứ hai nữa là
khi mình ăn trái xong rồi đó, ăn trái xong rồi đó mình chịu khó mình gãi gốc. Khi ăn trái xong rồi là nó xuống gốc đó, mình gãi gốc là nó chết và nó ít lên đó. Như lâu lâu mình phải xịt cái thằng hai lưu xanh con kiến đó, nó sợ lắm, xịt lên là nó chết liền. Mà cái con nghiệp sáp nó nằm ở dưới, con kiến nó mới tha lên, nghiệp sáp nó đâu có bò đâu. Kiến nó tha lên là nó chích thuốc rồi nó tiết ra cái phân đó, là cái con kiến đang cái phân của nó là nó béo. Bởi vì cái giường phải tiêu diệt rồi mà con kiến nó được. Đối với hai đối tượng này thì có những cái sản phẩm mà bà con có thể tham khảo mà sử dụng để quản lý nó một cách rất là hiệu quả. Bởi vì ở đây anh em đã có từng vô vườn làm quy trình cây ăn trái trên cây sầu riêng thì đã sử dụng rất là hiệu quả rồi. Cái sản phẩm thành công, những cái sản phẩm bà con thường dùng thì thường là hai cái dạng nhũ dầu. Thì cái dạng nhũ dầu đó nó làm cho trái sầu riêng chúng ta nó nóng, nó làm cái trái nó lem lem, cái trái nó không đẹp trái lắm bà con. Còn cái thành công thì nó là một cái dạng W, cái dạng sữa. Nó rất là mát, chúng ta phun vào giai đoạn cây mang hoa vẫn được. Cái trái sầu riêng chúng ta giai đoạn lớn đến cái lúc mà chín vẫn được. Cái trái nó rất là đẹp, bởi vì cái thành công là cái dạng sữa, nó không có làm nóng trái, đồng thời nó góp phần làm cho cái da chúng ta nó giữ cái màu xanh, nó đẹp trái hơn. Nếu mà những cái vườn mà bà con quan sát mà thấy có nghiệp sáp giai đoạn sau nhiều bà con, thì bà con có thể phối giữa cái thành công và cái sản phẩm bọ chỉ và gầy xanh. Hai cái sản phẩm này nó kết hợp với nhau thì quản lý cái con nghiệp sáp rất là tuyệt vời. Cái con nghiệp sáp giai đoạn sau mà bà con không quản lý kỹ thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó làm đen cái trái nó không đẹp, bà con mất cái giá rất là ổn. Nếu mà những vườn nào mà chúng ta phun mà không ở cái vị trí cái trái mà nó thuận lợi đó bà con khuyên bà con nên sử dụng phối hai sản phẩm này cộng với cái thấm sâu. Cái thấm sâu này là một trong những cái chai thuốc để hỗ trợ cái thuốc bảo vệ thực vật một cách tối ưu nhất. Có nghĩa là những cái vị trí mà hai ba trái sầu riêng nó đụng lại với nhau, bà con phun thuốc tạt ngang thôi, đâu khi nào bà con phun mà nó vô ngay cái kẽ đó được. Thì cái chai thấm sâu này nó sẽ giúp dẫn thuốc đến những cái vị trí đó để tiêu diệt những cái con nghiệp sáp nằm trong cái kẽ đó. Cái kẽ gai á bà con, thường bà con ở những cái vị trí bà con kêu cái kẽ gai á, nó sẽ diệt được những con nghiệp sáp nằm trong đó. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta quản lý được con nghiệp sáp một cách tốt nhất. Cây sầu riêng khi nuôi trái cũng giống như người mẹ nuôi con. Cây luôn tập trung hết những tinh túy để cho vào trái, nên ở giai đoạn này, cây sầu riêng cực kỳ nhạy cảm với bệnh thối trái, nứt trái do nấm khuẩn gây ra. Nếu trái có vết bệnh thì sẽ rớt xuống loại 2, loại 3 hoặc có thể bị thương lái bỏ lại. Đối với các nhà vườn lâu năm thường có kinh nghiệm sử dụng nano kẽm 700 để kích kháng bệnh cho cây sầu riêng ở các lần phun trước đó nhằm hạn chế nấm bệnh tấn công. Còn đối với các nhà vườn mới, thường khi thấy bệnh xuất hiện mới tìm cách cải thiện thì đã muộn. Một số lưu ý về vấn đề này sẽ được các chuyên gia giải đáp ngay sau đây. Thưa bà con, thì cái đối với cây sầu riêng thì nó nuôi trái ở giai đoạn sau thì nó cần một lượng dinh dưỡng rất là lớn. Không phải là nó mẫn cảm với cái sâu bệnh hay là cây nhắc các cái vấn đề ngoại tác nhân vào, nhưng mà do là cái dinh dưỡng trong cây á, nó dường như nó giảm cái lượng dinh dưỡng rất là lớn rồi. Thì giống như con người ta thôi, trong mình thì nó yếu thì dễ bị cảm này nọ thôi đó. Thì trong cây sầu riêng nó đã tích lũy dinh dưỡng, nó nuôi trái nó rồi, giống như nó nuôi con đến cái giai đoạn sau này nó thì cái lượng dinh dưỡng nó tổn hao rất là nhiều, thì nó dễ bị nhiễm bệnh. Cái thứ nhất nữa là chúng ta nhiễm bệnh là từ cái tháng thư cũng như là cái trái chóp lá. Và con thấy là cái tháng thư và cái thiếu cái chung vi lượng với cái hữu cơ giai đoạn sau thì nó bị dễ bị dẫn đến trái trắng cái chóp lá của cây sầu riêng. Và con nhìn thấy thường những cây sầu riêng mà giai đoạn gần đến cắt trái rồi đó thì sẽ thấy là cái chóp lá nó bị trái vô, đối với những cái vườn mà chúng ta không có đưa cái dinh dưỡng vào đúng những cái giờ đầu trên. Cái vấn đề quan trọng không kém đó là cái vấn đề nó thúi đít trái và nó thúi trái. Bà con thường những cái vườn, có khi những cái vườn là bẻ đến cắt xuống rồi thì nó có đến 30-40% nó bị thúi trái. Đây là một trong những cái bệnh mà nó làm mất kinh tế bà con rất là nhiều. Ở đây thì có những cái sản phẩm mà bà con có thể áp dụng vào được là cái nano kẽm 700. Nano kẽm 700 bà con kết hợp với cái gói siêu nấm bệnh. Thì ở đây là hai cái sản phẩm này là một là nó trừ được cái nấm
nó phòng trừ, nó phòng trừ được cái nấm thối trái trên cái trái sầu riêng và thối đít trái. Cái thứ hai nữa, cái sản phẩm thứ hai là nó quản lý được cái khuẩn. Thì bà con biết đó, là có một cái vết nhỏ ở trên cái trái sầu riêng mình thôi là cái khuẩn tấn công vào liền, thì nó làm cho cái vết bệnh nó càng ngày càng lớn lên. Thì hai cái sản phẩm này, cái nano kẽm 700 kết hợp với cái gói sạch nấm khuẩn, thì bà con sẽ quản lý được hai cái đối tượng ở giai đoạn này, ở giai đoạn sau thì chúng ta sẽ giữ được cái chất lượng trái sầu riêng rồi bán được cái giá cao. Mình sợ nó thối trái, thối đít, thì ở dưới đít nó có cái cuốn đó, thì mình nên lấy ngón tay quẹo bẻ cái đó bỏ. Bởi vì đa số có cái mình tứ là một là nước nó đọng ở trên cái trái đó, nó đọng lại ngay chân trụ cái cuốn. Hai là hoặc gặp trời mưa, mưa dầm, thì cái lúc nào cái đó là nó phải tụ lại đó, nó ở đó hoài luôn thôi, là nó hay sượng lại cái tình trạng đó. Thú trái là tình trạng đó, mà mình phải kỹ đi. Cái trái sầu riêng nó có giá trị mà 10 ngày sinh lần phải ngừa, ngừa khi trước khi nó đã thúi là ok nhất thôi. Việc cung cấp dinh dưỡng và quản lý dịch hại một cách hợp lý chính là chìa khóa thành công cho vườn sầu riêng giai đoạn tỉa trái lần cuối cho đến thu hoạch. Với những giải pháp được đúc kết từ những chuyên gia thực tế canh tác, chắc chắn sẽ cung cấp cho bà con trồng sầu riêng những thông tin hữu ích để áp dụng cho vườn cây nhà mình đạt năng suất cao. Quý khán giả và bà con nông dân thân mến, sau khi xem đoạn phóng sự vừa rồi, bà con hãy áp dụng những kỹ thuật mà chuyên gia chia sẻ nha. Nếu như bà con có những thắc mắc gì hãy gửi về kênh Nông nghiệp Kết nối do công ty An Phát Nông tài trợ. Và bây giờ thì xin chào bà con và hẹn gặp lại ở số sau nha.